Cảnh sát Séc và Bộ Lao động Séc đang cảnh báo người dân trước sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến việc xin trợ cấp, ví dụ như trợ cấp nhà ở hay là trợ cấp 5.000 korun cho mỗi trẻ em. Những kẻ lừa đảo thường giả danh các nhà chức trách và lừa người dân cung cấp thông tin về thẻ tín dụng. Nhưng thay vì nhận được sự giúp đỡ, người dân có thể mất hàng trăm nghìn korun. Bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp dành cho bạn, hãy đăng ký nhận trợ cấp. Nếu bạn có những tin nhắn SMS như vậy gần đây, hãy cẩn thận bởi vì đó là tin nhắn lừa đảo. Theo những người phát ngôn của Bộ Lao động, những tin nhắn như vậy là những tin nhắn lừa đảo bởi vì Bộ Lao động không gửi cho công dân bất kỳ thông tin nào liên quan đến điều kiện nhận trợ cấp qua tin nhắn SMS. Không chỉ lừa từ các khoản trợ cấp, những tên lừa đảo cũng sử dụng những cách thức khác nhau như nhận tiền thừa kế từ họ hàng ở nước ngoài. Những tin nhắn lừa đảo có thể đến từ số điện thoại nước ngoài và thường kèm theo đường link. Nếu bạn bấm vào đường link và điền những thông tin về quyền truy cập vào thẻ ngân hàng, bạn sẽ mất số tiền lớn từ tài khoản. Chỉ riêng ở vùng Nam Morava, cảnh sát đã ghi nhận số vụ lừa đảo qua mạng tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, thiệt hại đã vượt quá 125 triệu korun. Bởi vì cơ hội có thể lấy lại số tiền bị lừa là rất ít, do đó các nhà chức trách cũng như các ngân hàng khuyến cáo người dân nên cẩn thận trước những tin nhắn lừa đảo và không bấm vào đường link trong tin nhắn và cũng không cung cấp những thông tin về tài khoản ngân hàng cho người lạ. Đối với các khoản trợ cấp, người dân nên trực tiếp vào trang web chính thức của Bộ Lao động để đăng ký.